dọn sơn máy rồi hết luôn nha các bạn, sơn nguyên con luôn á, chính là sơn. Cảng này gọi là coi như là cũng hàng hiếm đó nha, hiếm có cái mà hiếm thì thấy có mấy chiếc có mấy cảng này đó. Cầu 290 nhìn thấy đã ha. Nhìn thấy đã hơn cầu của 306 bụng ha. Đây nè. Sốc. Lấy dành uống điếu cà phê à? Đây là chiếc 185 nè các bạn, ảnh đi cài ha, để mình đi qua bên kia mình chạy một vòng theo ảnh đi cài chơi nha, quay cài chơi nha. Chiếc này sơn lại nó đẹp nha các bạn. Xong mình quay vô phía trong. Này là dọn sơn máy rồi hết luôn nha các bạn. Sơn nguyên con luôn á, chính là sơn nguyên con luôn nha. Thầy ơi, cái đám đất vô xíu. Cái con đám bự lắm. Đắt nhỏ xíu các bạn ơi. Đám này dài lên kia nè, đám này bên hông nhỏ xíu nè. Nó dài nha, nó lại bộ theo chứ cũng mệt à. Đám này chắc cài chắc nhiều lần chứ lắm. Nó mới lắp cỏ được. Thôi quay lại đi. Xa quá các bạn ơi. Cái vàng này thì vàng của chú Ba Sắc thôi các bạn. Thì nãy nghe ảnh nói thì phải làm lại ha, phải làm lại mình cài mấy sát cái bờ được ha, thúc đưa chảo ra lại á. Còn nếu mà không là các bạn cài sẽ phá banh bờ hết, tại vì cái chảo nó chưa đi vô tới cái bờ các bạn. Nhưng mà cái góc của cái vàng cài của mình á, nó sủi vô cái bờ ha, nên là phải đưa cái chảo qua chút xíu. Tại vàng của chú Ba Sắc anh nói thì chiên đất rẫy nha, chiên đất rẫy chứ không phải chiên đất ruộng. Còn vàng của chú Chính Bình đó là ok ha. Chính Bình này cài đất ruộng hơi khỏi nói rồi. Cái clip trước các bạn mình quay cái con 290 hai cầu turbo cabin đó, cài đất ruộng là cực kỳ luôn. Vàng của chú Chính Bình cài đất ruộng ok ha. Thì mình nói vàng của Việt Nam mình đóng đi nha các bạn, còn vàng Thái Lan thì mình không tính nha. Dùm cao quá bị giật.
mềm thì nó ăn sâu thôi các bạn. Còn chỗ nào đất cứng thì nó cắt cắt bỏ không xuống luôn á. Các bạn coi chỗ này nè, cắt hai lần đi qua đi qua chạy chạy qua chạy lại luôn nè, cỏ còn nguyên phải không? Tức là không xuống luôn các bạn. Dạ thì đi theo anh tới lui nó dốc mình chơi nha các bạn. Ở đây có mấy gốc cây lớn lắm các bạn. Đây nè, cho các bạn coi nè, có mấy gốc cây thật lớn luôn nè. Gốc cây thật lớn luôn nè. Đây hai gốc nè các bạn. Hai gốc là hai gốc chai, gốc tràm này nha. Nhưng mà không biết là ở dưới này lấy lên hay là sao các bạn. Không biết lớn lắm nha. Rồi chạy lên. Đo tiếp nè. Chạy chút xíu không có nhiêu chờ giờ xe về mất công rửa. Bơm nước vô túi mì á. Wow, khúc này nó ăn ngon rồi nè. Wow, khúc này dở lớp quá đẹp luôn. Khúc này dở lớp quá đẹp luôn các bạn. Rồi nếu mà nó mềm nè, nó mềm nó ăn xuống xong rồi dở lớp úp luôn, đẹp quá đẹp luôn. Còn khúc cái đó nó khô quá, nó cắt chưa được ha. Cắt chưa nổi. Đó là cắt không xuống luôn á. Dạ nó cắt không xuống luôn nha. Quá cứng luôn. Vàng này còn đẹp quá ha. Vậy là phải phải chạy nhiều lần phải không? Nhiều lần mới lấp cỏ được.
cỏ quá cỏ luôn. Phải dập nhiều tác lắm các bạn ơi, dập nhiều tác nha nó mới mới lắp cỏ được nha. Các bạn coi nè, chưa xi nhê gì đâu, còn cỏ không à, phải dập cho 2-3 tác vậy đó. Như cái chỗ nào mềm là ok ha, mềm nó ăn ngọt, còn cái này là nó cứng khô quá thì vị cỏ nó dày quá thì nó không thể nào một cái mà nó đi ăn xuống được nha. Ở đây là có mấy cây sơ cừ với mấy cây tràm, đây nhìn mát ghê luôn các bạn. Mình đi quay mình phá những cảnh này nè, rất là mát luôn. Đây là những cái đám mì nè, đám mì này thì mình thấy nó cũng lá nó cũng ok các bạn, lá nó cũng không có khảm lắm ha, nói chung là cũng là được á. Mì nè, mì này không biết mì giống gì ta, nó là thân xanh đó các bạn, thân cây nó xanh nha. Thân xanh nha chứ không phải tay đỏ, cái này cũng có đỏ hơi nè, nhưng mà không biết nó là tên gì. Sao có cây này nó lai lai nè, cây này cái lá nó cũng khúc trong này đồ đỏ nè, nhưng mà cái thân nó vẫn là xanh, không lẽ tay đỏ. Nhưng mà lâu lâu nó có một cây hả, chứ không phải là đều hết. Mì mình mà thấy mấy nhìn mấy giống mì là mình thua, khó phân biệt. Các bạn thấy đi, cho chồng nửa tháng 10 đi ha, cho đầu tháng 10 đi, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là 3 tháng, tháng 1, tháng 2 là 5 tháng nha các bạn. Nhưng mà không được 5 tháng thì mình cho là 4 tháng mấy đi ha, 4 tháng mấy, nó cũng bà cao đó nha các bạn, cũng ok nha, giờ là chắc có củ cũng bự rồi đó, còn 2-3 tháng nữa mới thu hoạch là cũng ngon lành nha. Anh lên tiếp cái lần mà anh vét cái cặp bà nãy nha. Cái đám này cho bề ngang 10 mét các bạn. Bề ngang 10 mét, dài 100 mét là cũng hơn công. 10m, 100m thì công các bạn, nhưng mà đám này nó đã dài hơn 100m nha. Dài hơn 100m nên là nó hơn công. Hơn công các bạn, chạy 3 lần thì được 3 công ha. 3 lần được 3 công. Tiếp tục quanh y như nãy. Cài lại cái gần bờ, lằn sát bờ này tiếp nha. Chiếc này lúc hổm sơn nhiêu tiền lên anh? À cũng rẻ vậy hả? Là sơn cái mình luôn á, sơn hết nguyên con luôn á. Ờ cũng rẻ các bạn ơi, 60-70 triệu. Sơn đẹp xấu hay gì? À đó là mình cạo sạch làm đẹp thì mình sơn đẹp phải không? Là giá khác. À
À. Úc sơn vàng long không nhỉ? Ừ. 10 triệu. À. Bao cho 10 năm. Đồ. Bao cho 10 năm không phai màu á. Bao cho 10 năm là coi như nước sơn hậu xịn rồi đó. Nước sơn xịn là ta mới dám bao. Còn không 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 bao là không bao cái đó là là đi tì tì thợ đó, hồi đó có thằng đợt kỳ rồi nhậu chuyển thì tao xe chết thằng đó thằng dọn nhanh lắm. Dạ. À, tối đa 4 triệu. Dạ. Nguyên con. Ồ. Bây giờ mấy anh có mua ba cái chất tẩy sơn bên nước ngoài về không ta? Tại vì cái chất đó đó mình đánh cái nước sơn cũ này nó mới ra, xong mình sơn lại nó mới đẹp được. Bây giờ nó đẩy thẳng thì nó sơn lót không xả. À. Sơn nó làm nó sơn xả 4-5 lần. Ừ. Cái chiếc 165 không còn không? Chiếc đó anh bán gì không nhờ. À. Bán lấy chiếc này hả? Có chiếc này. Chiếc này hình như là lấy sao chiếc đó chứ. À sao chiếc đó hả? Này cái đợt mình dính lầy ở cái đám mì sau hè nhà là có rồi nhưng mà nó không có cản không có gì hết rồi nên móc vô đâu. À không anh không có đem ra ha. Ừ. Cái mùi tính ra anh làm ra cái này cũng đẹp nè các bạn. Nó ở dưới đã bầu ha, cái này không có vuông. Chỉ có hai cái thanh của nó là hai thanh của nó thôi, rin của nó thôi. Còn ở trên là chả luôn ha. À giả rin luôn rồi. Cái chiếc này mình thấy là nó có cái cản ở trước đã lắm nè. Cản nó gắn vô để giật á. À, cản này gọi là coi như là cũng hàng hiếm đó nha, hiếm có cái mà hiếm thì thấy có mấy có chiếc có mấy cản con này lắm. Cái cản riêng của thằng 275. 275 hả? Nó lên đầu nó bỏ rồi gắn vô cái lớp mì vừa rồi đó. À. Có chỗ móc giật á. Còn 290 nữa các bạn. Cầu 290 nhìn thấy đã ha. Nhìn thấy đã hơn cầu của 3060. Tức là cái hàm này là nó phải có rồi đúng không? Nó phải có đi theo đây cái cầu rồi. Ờ cái hàm của 290 là nó phải có rồi tại vì nó có cái hàm. Đúng rồi. Hàm dài này đằng đầu nó đi thì cái hàm dài này nó mới xứng nó mới vừa bắt vô đây nó mới vừa chứ. Đời hàm ngắn là cái đời một cầu hả? Không, hai cầu luôn. Hai cầu luôn hả? Hàm ngắn. À, hai cầu hàm ngắn ha. Riêng của nó hồi đó bây giờ giá trị. Nổ không? Cường cái thằng 2635 đó. Ừ. Cái đang đi con hàm ngắn đó. Ừ. 2635. Còn cái con hồi nãy là hàm dài. À, con nãy hàm dài. Con 290 nãy là hàm dài. Yeah. Anh Cường hồi lúc hổng anh cũng có lúc mà giờ chiếc cũng chắc cũng 2 năm qua. Lúc đó anh cũng lấy chiếc 185 về anh cũng sơn mới tinh luôn. Chiếc này nằm cầu Khởi á. Cầu Khởi hả? Cầu Khởi cái ông mà hay làm cái chỗ năm trường Gò Dầu mà ông hay làm sẵn làm này nọ đó. À. Là chiếc đó đó. À ông đã mua hả? À vậy là cầu Khởi vậy là nó nằm ở nó giáp với ấy rồi, nó thuộc về cũng nhà ông ngay chợ cầu Khởi luôn. À ngay chợ cầu Khởi đúng hả? Vậy là ông theo mướn ra mấy vụ cao su mà trồng vũ sắn rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Ừ. Nó thuộc về bến động nó cột về của Gò Dầu á, nó gần với nông trường của cao su của Gò Dầu á. Ừ, mấy ảnh trồng củ sắn đó dữ lắm. Và hôm em quay cái clip thu hoạch củ sắn cũng là đó, ở dưới đó đó. Đây nè các bạn, nó là cầu bụng nè ha. Đây nè. Cái này là kêu bằng cầu khứa cá luôn ha. Ừ, khứa cá chứ đâu có xài đeo. Trời, đúng rồi, nó phải có khứa cá nó mới đi lên. À, cậu tải với xà đeo phải không? Tải ừ. Đây giờ không ai lên đeo đâu. Xấu. Lên đeo mất giá trị. Nó xấu xe phải không? Xấu xe mất giá trị xe. Cái bình là để vô đây nó không chạy ra hả? Không em, tại vì vô bình này cái học viên của nó là bình 80 mà anh xài bình 100. À. Anh ta nó gắn vô chế bát đồ hết rồi, ta không gắn vô. À, chế bát hết mà không gắn vô ha. À, cái này thì xài về 80% nên là nó hơi lớn hơn, nó hơi dư cái đầu chút xíu. Đó cho nên là hai cái ốp vô buộc phải hở ra mới xài được 100%.
Rồi. Thì giờ mình chế cho nó bầu bầu chút xíu à. Chiếc này giờ ngon lành. Đây này, đây là chảo của chú Ba Sắc nè. Nhưng mà anh phải nói phải làm lại ha. Làm lại nó ôm nó ăn mới hết sát cái bờ được. Còn nếu mình bỏ hỏng là nó không ôm không sát anh. Ôm không sát là cái này ha. Cái chảo cái công này là nó ăn vô. Chảo đầu nó không sát mà em cái này nó ăn vô bờ phải không? À, cái khung năng vô bờ làm bánh bờ. Anh giờ bắt buộc phải thúc cái đưa chảo ra sát luôn. Tính là chiếc này anh sơn bao lâu ta? Chấp năm chưa? À hơn năm hả? Hết chạy à. Ở đâu? Ở đây hả? À, một giò chạy không nổi đâu. Nó hai cầu nãy nó gài vậy mà còn cái nhiều cái nó còn tuôn. Ủa anh cái giống mì này giống gì anh biết không? 40 hả? Đa số mì ruộng đây 40. À. Hồi nãy em coi mà em không biết giống gì nữa. 140 mì ruộng hả các bạn? Tính ra cũng 4 tháng mấy 5 tháng rồi. Đây là anh chạy giờ chạy tắc 2. Chắc tắc 2 thêm tắc 3 nữa mới xong. Thì giống như bên kia, bên ước nó là nó đẹp rồi đó. Còn mấy chỗ này quá xá. Cài xuống không nổi luôn. Chứ đó, này đó anh lấy là có nhiêu tao. Trăm tám là nó là có hai cầu sẵn gì luôn ha. Ừ, hai cầu về vô vỗ trước, vỗ sau. À, trước vỗ sau này cũng tiền không à. À, DGC luôn hả gì ta? Autony nó cũng đâu rẻ hơn DGC nhiêu, nó cũng 27 không? 67 không? Không, thì cái này của cái thằng 165. À, của chiếc 165 á. Bán ra hả? À, lấy lại hả? Tại vì thằng 165 theo đúng nó đi vỏ của nó phải vỏ 28, về cái đó đẩy mâm vỏ 28 để vô chiếc 165 lấy vỏ 30 này ra. Thì là đó chiếc mà 165 này gắn vỏ 30 rồi. Ừ, gắn vỏ này tại vì xe đó nó cái diêm. À. Của vụ diêm đó nó đi đường trường không nó xài vỏ này chứ mẹ xuống ruộng đi vỏ này. Xuống ruộng đi vỏ này bự quá, quá sức của nó. Tại vì xuống ruộng chứ nó mấy ô tô này dành cho mấy hai cầu đi đường trường. Xuống ruộng thì rất khô. Tính ra chiếc này hai cầu đi kéo được ha. Vô vụ đi kéo là được mà thôi. Kéo tính không có tiền bạc gì nhiêu. Kéo không có tiền bạc gì nhiêu, thấy gì chứ? Nhiều thằng đem vợ mình cái mẫu lần thấy trước mắt thấy mà sửa xong. Giờ này quất tác này tác nữa là được rồi. Chủ yếu là vài bữa cho lấy nước vô xong bắt đầu là dập ha. Cái bánh lòng vô chục. Chưa biết làm hay sao. Chắc phải. À, nó phải xới cửa cỏ nữa. Rồi giờ anh chạy hai tác đó các bạn ơi, chắc vài bữa này phải xới cái nữa ha. Tại vì cỏ quá cỏ. Kiểu đất này đất lúc trước nuôi bò xong rồi trồng cỏ cho bò ăn. Nên giờ số lượng cỏ nó dày luôn rồi. Đất chỗ này chạy nó cập hình rồi các bạn. Ồ, đất nó thấy vậy chứ. Đất nó dễ mềm, dễ sụp lắm đó nha. Giống như là nó không có chân á. Này à, tính ra là hơn một công đi các bạn. Hơn một công mà các bạn chạy
ba lần là cho 4 công đi. 3 lần có 4 công à. Mà các bạn chạy 3 lần cái đấm này, các bạn chạy bằng chạy mẫu đấm đất ruộng luôn các bạn. Bằng mẫu đấm đất ruộng luôn nha. Thôi đây là chiếc lộn. Đây là cái đấm mì 140 nha. Nãy mình không biết giống tên gì luôn các bạn. Mình bây giờ là càng ngày mình quay với mình hết biết gì luôn các bạn ơi. Chứ lại lúc này hay quên nữa. Mà với nói hay nói tào lao nữa. Nói lộn các bạn, về chỉnh cắt cực hay cực. Tính ra nó cũng hứng xương nữa các bạn. Hứng xương ha, nó cũng có hơi nước, nước có nước đó các bạn, nước động này ha. Nè, đó, nước động nè. Tính ra nó cũng mùa này cũng hứng xương dữ ha. 140. Trời ơi, nãy mình thấy cái mì xanh này kia. Tại mình nhớ 140 là nó trắng lắm mà. Sao tự nhiên giờ thấy xanh lè xanh lét nè. Bữa nào mình sẽ lên Phước Ninh á, mình sẽ quay một cái video xung quanh những cái Phước Ninh, Phước Minh á, mì như thế nào rồi cho các bạn xem nha. Coi cái lượng mì nó lên cao giữa trưa và nó tốt hay không nha các bạn. Rồi, thôi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình đi quay thì nói chung bữa nay quay gần gần ở đây các bạn, gần gần Sứ Năm nè. Hồi nãy là bên kia ấp Sứ Dọp, còn vô đây tới đây là không biết ở đây của thuộc cái gì mình không biết nha. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là cái của Sứ Dọp luôn các bạn, của Sứ Dọp xã Thế Bình nha. Rồi, thôi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha.